Cái sự chia rẽ, cái sự phân ly nó đã và đang xuất hiện ở trong lịch sử của nhân loại. Từ xưa cho đến nay, cái sự chia rẽ đó nó đã là những cái là làm cho các quốc gia, cho các sắc tộc, cho các tôn giáo, nghĩa là đi đến tình trạng chiến tranh, đánh nhau rồi giết lẫn nhau. Và tại đất nước Hoa Kỳ này, chúng ta thấy trước cái kỳ bầu cử của ông Tổng thống Trump, chúng ta thấy cũng có những cái sự chia rẽ ở trong các đảng phái. Ngay ở trong gia đình của anh chị em, ở trong hội dòng của chúng tôi, ở trong giáo xứ này, và kể cả ở tại Vatican, cũng vẫn có những cái sự chia rẽ nó xảy ra. Cái gì đã làm cho cái sự chia rẽ nó trở nên, nghĩa là phổ biến và nó trầm trọng như vậy, thưa anh chị em? Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi tín hữu Corinto hôm nay chúng ta nghe trong bài đọc 2, Ngài nói đó là bởi vì những lời ăn tiếng nói của chúng ta không có được cẩn thận cho nên nó gây ra sự chia rẽ. Và chúng ta thường hay nói là nói hành nói xấu người khác, gossiping. Nói hành nói xấu người khác nó là một cái nguyên nhân gây ra những cái sự chia rẽ giữa người với người. Sách Châm Ngôn chương 16 câu 28 viết như thế này: kẻ dối gian gây bất hòa tranh chấp, tên nói hành nói xấu chuyên chia rẽ bạn bè. Ở đâu có những người nói hành nói xấu thì ở đó có sự chia rẽ. Nói văn tắt là như vậy, sách Châm Ngôn nói với chúng ta như thế. Thế bây giờ chúng ta coi thử xem là những cái tác hại của cái sự mà nói hành nói xấu đó nó kinh khủng như thế nào. Có nhiều khi mình tưởng là chứ nói hành nói xấu là chuyện nói cho nó vui, cho nó qua, nói cho nó có chuyện như vậy, nó không gây ảnh hưởng, cho nên mình cứ ngày này qua tháng nọ, mà thậm chí có người vào tòa xin tội thì cha con phạm nói phạm tội, nói hành nói tỏi người ta. Nói hành nói tỏi là gì? Nói hành nói xấu chứ không phải nói hành nói tỏi. Khi mà mình nói hành nói tỏi có nghĩa là mình coi cái chuyện đó giống như cái chuyện bình thường, giống như mình làm bếp vậy. Không đâu anh chị em. Cái chuyện nói hành nói xấu người khác nó gây ra rất nhiều những cái tai hại. Tôi đơn cử một vài ví dụ. Có một linh mục tên là cha James, Ngài được kêu đi sức dầu vào ban đêm 10 giờ tối đến sức dầu cho cái bà đó. Bà đó lại một bà quá ở một mình. Sau khi sức dầu rồi ông ra, ông để máy xe, xe không nổ. Thế là ông phải đành để cái xe lại ở ngay trước cửa của nhà bà, kêu Uber đi về. Cái bà hàng xóm đối diện nhìn thấy xe của cha James ở đằng trước. Ngày hôm sau lên giáo xứ nói: cha James đêm qua ông ở nhà bà suốt đêm. Chuyện gì xảy ra sau đó anh chị em? Nói thêm, nói bớt, thêm mắm, thêm muối vào. Thế là nó thành một cái gọi là trường thiên tiểu thuyết về tình yêu giữa cha chêm và cái bà mà ông sức dầu cho. Cuối cùng anh chị em biết chuyện gì xảy ra? Ông cha chêm chịu không nổi, xin được giám mục đi về, không làm linh mục nữa. Ví dụ thứ hai, chuyện này nó đã xảy ra ở tại Mỹ này. Có một cô đó làm việc, làm rất giỏi, và được, nghĩa là ông boss, supervisor, rồi manager gọi là ưu ái đặc biệt, mời đi ăn cơm trưa, rất là business thôi. Rồi sau đó được tăng lương, được, nghĩa là đề bạt lên để làm công việc tốt hơn, làm một chức vụ khá hơn. Những người đồng nghiệp ở trong cùng một cái department của cái cô đấy bắt đầu lời ong tiếng ve, đi ra nói chuyện với lại anh rể, tức là anh chồng của cái cô đó. Này anh có biết không, có biết chuyện gì xảy ra với em dâu của anh không? Nó hay đi ăn cơm với lại ông boss, mà bây giờ nó được thăng chức rồi tăng lương. Anh có để ý không, dạo này nó hay về trễ lắm. Nó đi đâu anh có biết không? Chấm hỏi, để lửng ở đó. Thế là câu chuyện đó nó bắt đầu, nó được thêu dệt. Cuối cùng hai vợ chồng ly dị, chỉ vì cái tin vịt đó mà thôi. Ở giáo xứ Du Xe của tôi trước ở bên Dallas, đi đại hội Thánh Mẫu, ban tài chánh vừa mới đi làm về, đại hội Thánh Mẫu về, thì cái cô trong ban tài chánh mua một chiếc xe Lexus, một xe mới. Thế là có tiếng đồn ra,
năm nay tại sao đại hội thánh mẫu mình bán nhiều như vậy mà ít tiền lời, tiền đâu mà nó mua xe. Thế là sau đó biết bao nhiêu là những cái chuyện nó xảy ra. Ở trong gia đình của anh chị em, chắc anh chị em đã cảm nghiệm được cái chuyện đó. Nhiều khi mình nói vắng mặt cái người thứ ba, rồi cái người nghe mình lại nói ra một câu chuyện khác, và thế là đi đến cái tình trạng xích mích giữa bố mẹ chồng với lại con dâu. Hình như có lần tôi kể cho anh chị nghe, anh chị em nghe cái chuyện mà cái là một đứa con dâu nó về nhà, nghĩa là nó ở bên này, nó sanh ra lớn lên bên này, nó đâu có rành tiếng Việt. Thì thấy bà nội nó ngồi ăn, có ăn toàn là ăn nào là đạm gạo lứt muối mè với lại ăn những cái thứ heo thì thôi, không có ăn cái gì khác, rau với lại đạm lứt muối mè. Nó lại nó bảo bà nội ăn vậy bao giờ mới chết. Thế là ở trong gia đình một đứa em dâu khác nói: chị chù cho bà nội chết đó, bà có biết không? Thế là bắt đầu sinh tội ra. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái chuyện nói hành nói xấu người khác nó là một cái đề tài mà có thể nói là muôn thuở, nói hoài không hết chuyện, bởi vì nó xảy ra ở trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta nói về một người thứ ba mà người đã vắng mặt mà nói những cái điều không hay của họ, đó là nói hành nói xấu. Tại sao nói hành? Là vì lời nói của mình nói ra nó sẽ hành hạ cái người đó, cho nên gọi là nói hành. Nó sẽ hành cái xác của họ và nó hành hạ người ta đau khổ. Và có người vì chịu không nổi được những cái lời đồn, lời ong tiếng ve, cho nên đã tự tử chết. Cho nên cái chuyện mà nói hành nói xấu người ta nó rất là nghiêm trọng, thưa anh chị em. Bởi vì thế cho nên ngày hôm nay lời của Thánh Phaolô Tông Đồ ở trong thư gửi tín hữu Côrintô đã nhắc nhở cho các tín hữu thời bấy giờ và nhắc nhở cho tôi và anh chị em là chúng ta đừng bao giờ nói hành nói xấu người khác. Nó có những cái nguy hiểm lắm anh chị em. Là bởi vì Kinh Thánh nói rằng ở sách Huấn Ca chương 28 câu 13 nói: đáng nguyền rủa thay kẻ nói xấu nói hành, kẻ nói lời hai ý gây chia rẽ giữa bao người đang hòa thuận. Khi chúng ta nói hành nói xấu người khác, chúng ta đang bị nguyền rủa, chúng ta đang bị Thiên Chúa trục giữ. Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ ngài cũng viết trong chương 4 câu 11: anh em đừng nói xấu nhau, ai nói xấu hoặc xét đoán anh em mình là nói xấu và xét đoán lề luật. Lề luật ở đây chính là Đức Giê-xu Ki-tô. Khi chúng ta nói hành nói xấu người khác, lúc đó chúng ta đang phạm tới chính Đức Giê-xu Ki-tô, đấng ra lề luật, mà ngài chính là lề luật. Cái tội nói hành nói xấu nó gây ra những cái hậu quả rất là bi đát như vậy, thưa anh chị em. Cho nên Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói rằng: nhân danh Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh chị em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận một lòng một ý với nhau. Để có thể hạn chế được và để có thể tránh được những cái nói hành nói xấu, cái tội đó, Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta mới giảng ở tại giáo xứ Santa Maria ở bên giáo phận Roma vào ngày 15 tháng 1 vừa qua. Ngài nói như thế này: nếu anh chị em có điều gì bất bình với ai thì hãy nói trực tiếp với họ hoặc với cha sở, chứ đừng nói với những người khác. Các tội lỗi khác chúng ta đều có, nhưng tội phá hoại cộng đoàn chính là tội nói hành nói xấu nhau. Cho nên đây là một cái tội nặng lắm, chứ không phải là mình chỉ có vô mình xưng tội xong là hết đâu anh chị em, mà mình phải đền trả. Nếu mình đã nói hành nói xấu họ để tiếng tốt của họ bị lấy cắp đi, mình đang phạm tội ăn cắp. Mà tội ăn cắp là phải đền trả thì mình mới được tha thứ. Cho nên chớ có dại là bởi vì khi mình nói hành nói xấu người khác, mình không có cách nào đền trả được hết á. Có một ông cha sở, ông có một bà vô thì cha con phạm tội nói hành nói xấu người ta. Ông bảo: rồi bây giờ bà về nhà mua một con vịt. Từ chợ đó bà về, mỗi lần bà mà dứt một cái lông vịt bà thả ra. Rồi ngày hôm sau bà quay lại và thưa cha con làm việc đền tội rồi, còn gì nữa không? Bà bây giờ đi thu tất cả những cái lông vịt đó lại. Mà làm sao con làm được? Bởi vì thì những cái lời mà bà nói hành nói xấu người khác, nó cũng giống như những cái lông vịt đó, nó bay đi rồi, không có cách chi nào mà có thể lấy lại được hết. Cho nên nó nguy hiểm lắm anh chị em. Đức Giáo Hoàng dạy chúng ta là nếu có cái chuyện gì đó, mình đối diện trực tiếp với người đó.
Mẹ chồng nàng dâu nếu có cái gì hục hặc với nhau, nếu có cái gì không bằng lòng với nhau, đối diện với nhau nói chuyện, kêu vào mẹ nói với con cái điều này mẹ thấy không có đồng ý, chứ đừng có đi nói với lại đứa con dâu khác, hoặc là nói với con trai của mình thế là 3, 4, 5 cái miệng ra là nó xảy ra biết bao nhiêu cái chuyện đau khổ trong gia đình của mình. Anh chị em có cái gì đó nó không bằng lòng với giáo xứ này, vào gặp tôi, nói chuyện trực tiếp với tôi, chứ đừng có đi ra ngoài mình nói điều này điều kia, nó không có lợi gì cả. Và nhất là những anh chị em nào đang có ý định đi theo Chúa, đang có cái gọi là cái tâm muốn đi học lớp giáo lý, họ nghe thấy những chuyện đó họ sẽ ngãng ra và họ không theo đạo nữa. Ai là chịu người, ai là chịu trách nhiệm? Cái người nói hành nói xấu cái giáo xứ này. Cho nên cái tội nó nặng lắm anh chị em. Và cái điều thứ hai là chúng ta cố gắng đừng tham gia vào trong những cái chuyện ngồi lê đôi mách. Bởi vì cứ ngồi với nhau là bắt đầu, khi nào đây là cái dấu chỉ là mình biết là cái câu chuyện này là bắt đầu là nói hành nói xấu. Chị có biết cái chuyện gì xảy ra với bà đó không? Đó, đó là cái dấu chỉ. Ông gọi là Socrates, ông Socrates, ông ấy có một người bạn lại hỏi ông ấy, anh có biết cái chuyện gì xảy ra với người bạn thân của anh không? Ông mới nói, khoan, trước khi anh nói chuyện ra tôi hỏi anh ba câu. Điều thứ nhất, cái mà anh sắp sửa nói ra đó, nó có đúng sự thật hay là không? Ông bạn ông nói, tôi cũng không biết, tôi chỉ nghe nói lại thôi. Ok, như vậy thì nó không có thật. Điều thứ hai, cái mà anh sắp sửa nói ra với tôi đó, nó có phải là cái điều tốt không? Nó có đem lại cái gì tốt cho tôi không? Bảo, không, những cái đó toàn điều xấu thôi. Thế thì anh đừng nên nói. Và cái điều thứ ba, khi anh nói về người bạn của tôi đó, về cái chuyện của anh ta đó, nó có cái gì gọi là tốt lành ở trong cái nội dung câu chuyện đó không? Anh bảo không. Như vậy thì anh đừng bao giờ nói với tôi cái chuyện đó. Cho nên nếu anh chị em mà nghe thấy ai mà cứ gọi là nhỏ to, có biết chuyện gì không, thì anh chị em nói ngay với người đó, bà có thực sự biết cái chuyện đó hay không, anh có thực sự cái đó, có chuyện đó có thật hay không, là cái người đó sẽ phải gượng thôi. Thế cho nên mình thấy là tuyệt đại đa số những cái gọi là chuyện mà gossiping, những cái mà lời nói hành nói xấu đó, nó không có sự thật. Mình tiếng Việt của mình gọi là lời nói đó anh chị em. Anh chị em biết định nghĩa lời nói là gì không? Mình nói ra là nó có lời. Tôi nói với người này một, người kia nói với người kia là nó đẻ ra hai, có lời đấy. Rồi cái người đó nói người thứ ba, nó đẻ ra 4, 5 cái lời nữa. Đấy, lời nói là chỗ đó. Cho nên chúng ta ngày hôm nay nghe lời khuyên của Thánh Phaolô Tông Đồ, chúng ta cố gắng, chúng ta cầu nguyện cho nhau, bởi vì cái này rất dễ xảy ra trong đời sống của mình. Mỗi một lần mà mình có bất bình với ai, Chúa Giêsu dạy chúng ta rồi, nếu có ai đó mích lòng với anh, hoặc là có điều gì anh em muốn sửa lỗi cho người ta, thì hãy đến nói chuyện với nó. Nếu nó không sửa đổi thì kiếm thêm một hoặc hai người nữa đến để xây dựng sửa lỗi nó. Mà nếu nó không nghe nữa thì đưa ra cộng đoàn. Mà nếu cộng đoàn mà không nghe nữa thì trục xuất nó ra khỏi cộng đoàn, coi nó như là người ngoại đạo. Người Việt của chúng ta làm ngược lại với lời của Chúa. Có chuyện gì đó thì nói hết cho tất cả làng xã nghe. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như ai bất bình với tôi, cả cái Phọt Lân này nó biết, sau đó hội đồng giáo xứ mới biết, rồi sau đó tôi mới biết. Anh chị em thấy nó ngược không? Thay vì là bắt đầu đi đến với tôi, rồi sau đó là với người khác lại, rồi sau đó với cả cộng đoàn, mình đi làm ngược lại với lời Chúa hết. Chúng ta cầu nguyện cho nhau và chúng ta xin Chúa ban ơn giúp sức. Và tôi tìm được một cái câu tiếng Anh, cái acronym của tiếng Anh rất là hay. Whenever you hear something bad about another, think. Cái chữ think đó, đó, cái chữ T đó là is it true? Chữ H, is it helpful? Cái chữ I là is it inspiring? Cái chữ N là chữ is it necessary? Và cuối cùng, is it kind? Think. Đó là cái cách để mà chúng ta có thể phân biệt được cái chuyện đó nó có đúng hay là không, chúng ta có đáng nghe hay là không.